này sống sót lại là những người nào có cái chánh pháp của sư Minh Tuệ truyền lại. Dạ. Hoặc là Minh Sư, tùy theo cái duyên, ví dụ mình gặp sư Minh Tuệ cái mình bắt được cái pháp của sư Minh Tuệ, thì trong thời gian này sư Minh Tuệ đang đi tìm cái pháp đó đó, ơn trên đang dắt, ông trên có sẵn pháp rồi, nhưng mà phải đi như vậy để cho người thấy. Và sau này á, đến cái chỗ nào đó thì cô chưa có biết được cái chỗ nào đó, thì sư Minh Tuệ sẽ đậu cho đó, và Minh Sư cũng sẽ hội ngộ tới đó. Dạ. Bắt đầu mới là Thượng Đế, Phật, Thánh Tiền hợp lại, bắt đầu mới truyền giao là người nào sẽ lãnh trách nhiệm ở đâu, truyền cái pháp đó. Dạ. Đó, cái chân đường đi của họ là như vậy. Thì sau này sư Minh Tuệ cũng sẽ làm việc, tại vì ông mới có 40 tuổi, ông phải làm việc để cứu cho nó kịp mà, còn tuổi trẻ mà. Đó, như vậy đó, sẽ có một cái pháp rất vi diệu mà rất dễ tu, mà dễ mà cũng hơi khó, tại vì bắt buộc cái thời buổi này mọi người phải ăn chay thì mới nhận được cái pháp của sư Minh Tuệ truyền lại, bắt buộc, hiểu không? Mà bởi vì mọi người mà muốn giải thoát thì mau mau quay đầu ăn chay đi, ăn tập ăn đi thì nó quý lắm. Chứ bây giờ sau này cũng không có cái gì ăn đâu, tại vì sàng lọc mà, để làm gì, cứu cái linh hồn mình thôi, thật luôn á. Nhưng mà bây giờ cô Nguyệt cũng không kêu gọi được, đó là cái màn này đó, là Phật nói như vậy nè, cô Nguyệt hiểu là như vậy, chỉ Phật chỉ độ người có duyên. Cái câu này là phải hiểu là độ có duyên là cái gì, là tất cả những hồi xưa tiền kiếp mình không biết, đúng không? Dạ. Bây giờ đáo lợi mọi người phải về, bởi vì cái duyên của mình hồi xưa mình biết, mình có tu, mình biết Phật, bây giờ quay đầu lại, đó là Phật đủ độ những người có duyên. Còn những người mà không duyên được thì sau này sẽ làm lại kiếp người, hiểu không? Mình làm lại kiếp người hoặc kiếp thú, kiếp gì đó. Còn yeah, tất cả bây giờ ta sàng lọc là tiên thánh Phật phải về, về chỗ giải thoát á. Yeah. Và sau này làm việc lại, còn mà trái đất này còn, trái đất này nó không có có bị hủy diệt, nhưng mà nó sẽ thay đổi thôi. Yeah. Hiểu không? Để sau này làm việc lại là bắt buộc mọi người phải thực hành một cái pháp này là pháp thiền, thiền quán ánh sáng và âm thanh là 40 năm, đến từ mình đến đây là 40 năm nha. Dạ. Nhưng cái pháp này 40 năm là sàng lọc á, để cho mọi người biết cái pháp á. Rồi bắt đầu cái pháp này mà nó ngon lành là nó kéo dài tới 500 năm. Hiểu không? Dạ. Là cô Nguyệt nói cho hiểu vậy, còn mình mai mốt là cái tụng kinh là không có sử dụng nữa. Thiệt luôn, mọi người ở nhà ngồi thiền, cái pháp này là pháp tự tu á. Ở nhà ngồi thiền mình bắt được cái pháp ở nhà ngồi thiền, bây giờ tự nhiên mình khai sáng được cái khai sáng là cái gì, như mình không tin, đúng không, thì ông trên sẽ cho mình khai sáng tin. Nhưng mà theo cô Nguyệt mừng nhất là chỗ này nè, cái thời điểm này lúc trước hồi mà Minh Sư mới ra đời á, tính bây giờ là cũng mấy chục năm rồi, thì mọi người lúc mới tu thì có người đẳng cấp thấp á, nó không có khai sáng nhanh đâu. Nhưng mà tới bây giờ sàng lọc, ân trên Thượng Đế đó mở một cái là kêu bằng ân xá, là cho tất cả các ba tánh vạn vật súc sanh trên trái đất này á, đều được kêu bằng khai mở cho biết. Thì sắp tới đây nè, sắp tới đây đi, ông Minh Tuệ làm việc đi, là ai mà thọ pháp giờ tự nhiên khai sáng, biết được mình hồi xưa mình là cái gì, hiểu không? Cái loại gọi là khai sáng, chứ không phải như lên đồng lên bóng nha, để cho biết mình cái kiếp trước mình là cái gì, là bây giờ mình phải làm cái gì, đó như vậy thôi. Đó, rồi sàng lọc là như vậy. Nhưng mà cũng cái chuyện này cũng nguy hiểm lắm, tại vì con người hiểu thì con không muốn đáo lợi kiếp người nữa đâu, khổ, thà làm cái gì đi. Rồi bởi vì con người mới gán dễ lắm, muốn làm muốn không đáo kiếp người dễ lắm, thật luôn á. Để không phải gọi là sung sướng hay là cái gì, không phải, để mình cứu được mình nè, giờ cứu được gia đình mình, sau đó giờ mới cứu được bạn bè nữa. Chứ bây giờ mình chưa cứu được mình, đúng không? Giờ sao mình cứu gia đình, yeah, giờ cứu bạn bè. Đó là cái mơ ước của một người đi tu, đó là cái mơ ước là như vậy mới đúng, chứ không phải đi tu để ba tánh, để cả thế giới này biết mình. Giờ đắc quả hả? Không có dễ đâu. Nguyệt có bằng chứng, có cái gì để nói lên không tin, Nguyệt chỉ cho người nghe những cái đó đi. Giờ những người mà khai sắp sửa khai sáng họ hiểu liền.
giải thoát dễ lắm, nhưng mà với điều kiện phải ăn chay đó. Dạ. Ăn chay thì mới được vô cái pháp này. Mà bắt đầu sư Minh Tuệ bảo đảm, cô dám bảo đảm luôn, bắt sư Minh Tuệ mà ra làm việc là mọi người sẽ ăn chay, bảo đảm. Là con nghe cô Nguyệt nói là hiện tại giờ thầy Minh Tuệ á, là đang trên đường đi tu học đến 13 hạnh kỳ đà. Nhưng mà thầy không có kêu gọi là phải là tu giống thầy, là phải đi bộ giống thầy, hay là ăn chay giống thầy. Là thầy không có kêu gọi là phải giống thầy. Tại vì thầy đang, như cô Nguyệt nói là thầy đang đi đến một cái vị bên sư, cũng như là cái pháp gì cuối cùng đó. Đúng rồi. Dạ, dạ, như cô Nguyệt nói đó, là cái vị bên sư đó là ai. Hiện tại giờ là cô Nguyệt biết được là vị bên sư đó là ai không? Bây giờ con cũng xin phép nói luôn, mọi người phải mau mau tìm đến, trên mạng có luôn, vị minh sư Trần Tâm á, Ruma Trần Tâm á, Ruma Trần Tâm là Ruma Trần Tâm sắp về rồi đó, đó Ruma Trần Tâm về là sẽ gặp minh sư thầy Minh Tuệ này, phải gặp minh sư Trần Tâm này, nhận một cái pháp lệnh, cái lệnh của ông Ngọc Hoàng xuống để cứu bá tánh trong lúc cái địa cầu này thay đổi, là ông Minh Tuệ đó. Bây giờ con vừa coi được, tại vì con vừa lướt qua thôi, thì có người thì nói ông Minh Tuệ này là A Di Đà, Phật Thích Ca Mâu Ni tái thế. Dạ đúng rồi. Rồi có người nói là A Di Đà Phật, chứ ai nói Di Lặc cũng phải đâu. Dạ. Tại vì con có nghe trên mạng truyền thông chia sẻ, cũng như là thầy Minh Tuệ chia sẻ là ngày trước á, thầy có bị sét đánh một lần. Và lúc đó là thầy, trong cái đầu thầy suy nghĩ, cũng như là cái trí tưởng tượng của thầy á, là thầy nghĩ là mình đã mất rồi, là đến một cái nơi nào mà cứ nó lạc lõng không ai biết mình hết á. Rồi người đời mới suy nghĩ là thầy kiểu như là cái lúc mà bị sét đánh á, là không phải còn thầy nữa, là sẽ hóa kiếp thành một cái vị Phật vào độ thầy Minh Tuệ, để thầy đi khuất thực để cứu độ chúng sanh đó cô Nguyệt. Đúng. Dạ. Đúng, ai hiểu vậy là sáng đó. Đúng, tới thời này á, Phật Di Lặc xuống cũng không có phải là mượn bụng mà con người sinh ra, giống như là Thích Ca Mâu Ni hồi xưa. Bây giờ là không có nha, không có vụ mà sinh ra nữa, là hóa thân. Đó nghe có con Nguyễn nói không, hóa thân không, có chữ hóa thân không? Dạ. Đúng, bị sét đánh là thai hồn đổi xác rồi. Lúc đó thai hồn đổi xác rồi. Ông Phật xuống rồi đó, xuống cái xác của ông Minh Tuệ á, bắt đầu mới ổng mới đi vậy được á. Dạ. Mới đi vậy được á. Chứ người thường không bao giờ đi gì được. Dạ đúng rồi. Ai mà mở mắt sáng thì biết ổng là ai. Nhưng mà có người ta không nói, có người nói trúng, có người nói không. Nhưng mà bây giờ con Nguyệt biết có một người nói trúng, Nhiên Đăng Cổ Phật á. Ông Nhiên Đăng cái gì, Đăng Minh Quang gì đó. Đúng, ông Phật đó đó. Ông Phật đó về bên sư Minh Tuệ. Dạ, tại vì cái từ là Nhiên Đăng Cổ Phật là ông đó là sẽ nằm mở đường khai sáng những cái pháp, đúng không? Dạ. Đó, Nhiên Đăng Cổ Phật cái tên đó nó là khai sáng ra cho mọi người. Sau này là ông Phật, có nghĩa là ông Phật xuống rồi đó. Bên trong là ông Phật đó. Dạ. Hóa thân đó, với con Nguyệt nói hóa thân, nhưng mà không phải hóa thân vậy là mọi người bái vậy là mình sẽ thành Phật, không phải nha. Dạ. Cái lòng con người nó đi như vậy, có người thì nói bái sư vậy là mình sau này mình sẽ thành Phật, mình sẽ siêu thoát. Có nhiều người nói nhưng không phải vậy đâu. Có người thì ngưỡng mộ thì nhiều cái, nhưng mà cô Nguyệt nói á, đi theo mấy người đi theo tu để thành Phật cũng không đúng đâu. Nhưng mà không sao, mọi người đó đều có cái thành tâm thì Phật chứng hết, hiểu không? Nhưng mà muốn mà giải thoát thì bằng ông Minh Tuệ này, ông cũng có pháp giải thoát mà ông chưa nhận được. Thì sau này đi mọi người cứ bình tĩnh đi, ở nhà sau này ông Minh Tuệ ổng làm gì có đâu thì theo ổng đi, thọ pháp của ổng đi, ổng cũng phải nhận pháp của minh sư đó, không muốn chạy đường nào, đường cuối cùng mọi tất cả tiên thánh Phật đều họp lại để gặp một ông thượng đế. Cái mà ông thượng đế thì ổng ra lệnh làm việc, và bắt đầu ổng mới là cái bằng người ta kêu bằng cái gì, hồi bữa con mới nói cái câu gì quên, ổng chưa thành Phật ổng phải thọ ký, hiểu không? Yeah. Thọ ký mà hồi xưa ở Ấn Độ mọi người ta Phật thiệt, đúng không? Thực nó thiệt mà người ta nhìn thấy tất cả Phật thọ ký mà. Còn bây giờ đáo lại, mình bây giờ Phật mình đâu có thấy, nhưng mà sau này mình sẽ thấy, phải cho mình thấy chứ. Một ông Phật rồi thượng đế nữa thọ ký cho ông Phật đó, coi mình sướng không? Mình sẽ như là
là cái bằng Ấn Độ hồi xưa thật luôn á, ông Phật thật luôn á, Phật ở Trần gian này luôn á. Dạ. Nhưng không phải cái hình dáng như trong người ta vẽ đâu nha. Cái hình dáng trong người ta vẽ không phải thờ, không phải, mình phải có mắt huệ mình mở ra mình mới thấy, còn là cái thác thân mình, hiểu không, người mình, nhưng mà bên trong là ông Phật. Dạ. Giống như mẹ Quan Âm nha, thấy nữ vậy nhưng mà bên trong người ta mở mắt huệ ra là tất cả ông Phật đều là gì, là nam á. Mẹ Quan Âm là nam phải nữ đâu, cái hình dáng như vậy thôi, ông Phật á. Dạ. Cái đó đồng nghe nói chứ Nguyệt không thấy, nhưng mà là ông Phật đó. Nhưng mà như vậy nó hay lắm, bởi vì hữu hình đây mình đã sống là hữu hình, còn vô hình nữa. Dạ. Mới đây có cái bạn cô Nguyệt mới quẹt qua, cái ông này mới quẹt rồi, ổng nói Sư Minh Tệ là làm như vậy là sai, thì đúng rồi, ổng làm như vậy sai, nhưng mà cũng không nên nói gì, biết sao, trời sắp đặt hết rồi. Với cái ông mà mất đó, cũng tội nghiệp, nhưng mà cũng trời sắp đặt hết, không phải ai cũng muốn mất là mất được đâu. Dạ, trước tiên cô Nguyệt cho con hỏi là thầy Minh Tệ sai là sai ở cái điểm nào? Cái ông đó nói chứ không phải cô Nguyệt nói. Dạ, trên mạng nói. Ừ, nói ổng làm như vậy là sai, là tại vì ổng đi như vậy rồi người ta đi theo ổng rồi chết. Cái ông đó chết. Dạ. Rồi nhiều người bu đông quá riêng mất trật tự. Dạ. Nói như vậy đó. Ở đây thì theo con biết, và cũng như là cách đây khoảng vài ngày trước là con có đi theo thầy Minh Tệ một tuần. Ở ngoài vậy là con ngon rồi đó. Quảng Trị con có đi theo thầy một tuần. Là cái nghe cái thầy Minh Thiện là thầy mất á, là ngày trước là con có trò chuyện với thầy, con đi phía sau thầy luôn. Ồ. Đó là con rồi. Dạ là con cũng có hiểu. Là con cũng biết là tại vì thầy có kêu gọi á, là thầy nói là mọi người cứ về nhà lo công việc của mình đi, đừng đi theo thầy nữa. Cái này là thầy đi tu học mà không phải là diễn viên hay là ca sĩ mà đi theo thầy là ghi hình hay là đi bảo vệ thầy. Cái đó là thầy không có muốn, tại vì thầy cũng như là một người công dân bình thường đi học tập có theo lời Phật dạy thôi. Đúng rồi. Dạ thì thầy cũng không có nhận thầy là thầy, hay là thầy cũng không có nhận là sư, thầy xưng bằng con. Đúng rồi. Dạ thì ở đây thì theo nhiều người nói thầy đi vậy làm ảnh hưởng, thì theo con là con nghĩ là không có đúng. Tại vì thầy đi năm nay là 6 năm rồi đó cô Nguyệt. Ừ, ừ. Dạ còn cái này là tiện, cũng như là giờ nhiều cái vị sư mà người ta tu tập không có chính. Ừ. Người ta tu mà tu kiểu như là mượn áo nhà sư người. Đúng. Ta tu đi. Rồi sau này mới người dân mới nhận ra được thầy Minh Tệ là một vị chân tu. Đúng. Sau đó thì người ta mới đi theo thầy để đảnh lễ thầy, hay là đi theo thầy để học tập thơ thầy. Đó thì cái đó là theo con biết, còn nhiều người ta nói thầy đi như vậy sai thì theo con nghĩ là không có đúng. Người đúng ta rồi. Nói thầy như vậy là không đúng, không đúng. Tại dạ. Vì người ta không biết, thôi kệ, mình không chấp. Có điều nói chung mọi sự việc cuộc sống trên trái đất này, người mất người sống gì đều ân bề trên sắp đặt hết rồi. Mình đừng có đổ thừa cái người mất đó, tại vì cái người ta nói như vậy nè. Dạ. Người nào mất sớm là hết nợ cái trần gian này. Dạ. Thì mọi người thì hết nợ mất, nhưng mà mình tấm lòng mình tốt cái gì á, mình xuống dưới là mình làm, mình chết xuống cái phần đó thì mình sẽ làm việc khác. Dạ. Ừ, chứ đừng có thấy vậy. Giỏi sau này ai cũng đi à, nhưng mà thai hồn đổi xác, người nào mà còn sống sót lại là cái giờ phút chót này, cô nói thẳng luôn, mau bắt cái pháp đi. Người nào mà có cái pháp thì được mới được thai hồn á, chứ còn tiêu hết. Bởi vì cô nói, nhưng mà em cô nói không có người nào mà chạy khỏi đâu, người nào mà có duyên là bị dính hết, là phải nào cũng bị bắt được cái pháp. Bởi vì cô mừng, có điều cô thì cô hơi buồn, mấy anh em cô thương lắm mà chưa ai biết pháp, người ta có tin mình đâu. Dạ. Thì cũng phải chịu đây nè. Dạ thì con cũng nói lại cô chú anh chị xem video là cô Nguyệt cũng kiểu như là có căn tu, cô Nguyệt cũng đi tu mà tu bên ngồi thiền hết cô Nguyệt. Đúng. Dạ thì người nhà của cô Nguyệt á mới nghĩ cô Nguyệt là đầu óc cô Nguyệt không có được bình thường. Họ không hiểu. Dạ, người nhà không hiểu nên cô Nguyệt mới ra đi nay khoảng là hơn 10 năm hả cô Nguyệt? 13 năm. Ừ. Là cô Nguyệt sống lang thang. Chỗ này, chỗ kia. Dạ. Rồi cô Nguyệt tu học rồi mưu sinh ngồi thiền vậy đó cô chú anh chị. Thì Quân thấy cô Nguyệt nói pháp thì cũng rất là hay, nên chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem. Ở những cái video trước thì nhiều cô chú anh chị cũng đồng tình lắm.
Thì cô Nguyệt, cô cho con hỏi thêm một xíu nữa là thầy Minh Tệ tu 13 hạnh đầu đà là thầy đi bộ. Nhưng mà vừa xảy ra một cái chuyện là ở khi thầy đi khuất thực ở ngoài Huế, đến địa phận Huế thì có nhiều người dân đi theo thầy quá, lên đến hàng ngàn người, làm cản trở giao thông, phương tiện lưu thông là rất là khó khăn. Thì bên phía bên cơ quan người ta có kiểu như là có đưa các vị sư về, cũng như là thầy Minh Tệ đưa thầy về để làm chứng minh căn cước công dân. Dạ thì đưa thầy lên xe để đưa thầy về. Nhưng mà hiện tại thì thầy, thì con nghe nói là con không biết thầy ở đâu. Nhưng mà khi mà thầy đi tu có hạnh như vậy đó, thầy đi bộ, giờ mà mình được đưa lên xe thì có ảnh hưởng gì đến cái chuyện tu của thầy không ha cô Nguyệt ha? Ôi, ảnh hưởng vậy là sai lầm sai hết rồi. Vì mọi người nghĩ sai, bắt đi bộ nữa hả? Không được leo lên xe hả? Không được leo lên xe đúng không? Có nghĩa là không được leo lên xe, người ta đưa đi không được leo lên xe hả? Vậy bắt đi bộ hả? Sai lầm hết rồi. Cái này là cái pháp. Cái pháp đi bộ này là của ông Phật hồi xưa. Dạ. Ông đi bộ, ông thực hành là cái thời đó, là cái thời ông Phật đã qua rồi. Bây giờ cái ông Phật mà đi bộ đó, ông xuống mượn cái xác ông Minh Tệ, ông đi như vậy á, là ông đi khảo sát, ông đi độ. Dạ. Ông đi độ chứ, độ phần âm và độ phần dương, độ phần dương đúng không? Độ phần dương là bởi vì nhờ ông đi như vậy đó. Cái ông mà thích chuyển hoảng đi. Chuyển hoảng đó. Dạ. Mới lộ ra. Dạ, mà nói tên thích chuyển hoảng đi ha. Cái màn này á là sàng lọc giữa thầy, giữa người tu tốt và người xấu ha. Người tốt và xấu. Dạ. người tu chân chính và người tu không chân chính, là cái màn này sàng lọc là đúng luôn á, vừa đúng luôn á. Dạ. Cái này bởi vì mọi người nói tới thời điểm Huế là dừng lại là đúng rồi, tại vì từ Huế mà đi Sài Gòn nữa là nguy hiểm lắm. Cái thôn miền thôn quê nó còn đỡ nha, dân nó còn sống, còn biết tình người nha. Dạ. Để ông thầy Trương Quang, ông này Thích Minh Tệ mà đi thọ hành từ do đó vô Sài Gòn nữa là không biết chuyện gì xảy ra, ma quỷ thực lộng hành luôn. Con hiểu rồi, như là cô Nguyệt nói là sẽ có nhiều thành phần xấu, người ta sẽ hại thầy Minh Tệ chắc chắn luôn. Dạ, thầy có thể là sẽ không có thọ lâu. Đúng. Nên giờ sự can thiệp của ở ngoài địa phương, ngoài Huế can thiệp như là cũng là quá đúng, giúp cho thầy có cái sự mà dừng lại để cho thầy tu học con đường đắc đạo của thầy ha. Đúng, tại vì nói chung hằng thầy đi mường mượt như vậy, trời ơi, tại vì mình cũng có mở mắt huệ thoảng là cũng có âm nhiều lắm đó. Người ta muốn diệt thầy á, nhưng mà thầy nhờ có hộ pháp. Dạ. Trời, cái thời nào Phật nào, ông Minh Sư nào xuống cũng đều bị hại, nhưng mà cái màn này là không thể nào hại Minh Sư được nữa. Bởi vì sẽ bảo vệ tối, là cô thấy dừng lại là cô mừng thật luôn, cô là người bình thường nào, cô còn mừng nữa. Dạ. Ông dừng lại đi, ông ẩn đi, cứ ẩn đi, tự nhiên ông ngồi đi. Ơn trên tại ông mở cái mắt ở đây giờ nè, thấy chưa? Dạ. Cái mắt huệ, bởi cô nói á, cái mắt trí huệ này nè, ông mở rồi đó. Chuẩn bị là ông thể có cái chỗ này là mở mắt huệ, ông chỉ ngồi đi, tự nhiên ơn trên chỉ ông phải làm gì nữa, rồi xong rồi cứu dừng độ thế luôn, hiểu không? Bởi dạ. Vì ẩn là đúng rồi, bữa cô nói rồi, bữa không nói, ví dụ vậy thì mình ẩn đi đó, cô vừa nói là đúng y xì với lời cô đó. Cô nói cho em biết nha, tại vì cô cũng mừng lắm, người ta có nói cô một câu như vậy nè: cô không có giỏi gì, nhưng mà ai cũng có sứ mạng hết. Em cũng có sứ mạng. Mọi người đều có sứ mạng, nhưng mình chưa có thọ cái pháp đó. Thọ pháp của Minh Sư á, là mình chưa biết mình sẽ làm gì thôi. Chính cô nè, cô có pháp rồi đó, nhưng mà tại cô chưa trực tiếp. Pháp của cô là thành hải, cô nói thẳng luôn. Nhưng mà tại vì cô không có điều kiện, người ta giàu, người ta trực tiếp, người ta hay hơn, nên người ta ngồi nó mạnh cái những cái gì về mở cái mắt huệ nó ra, rồi biết tiền kiếp của mình, gia đình mình như thế nào thì nó nhanh. Mà cô cũng không có mong gì, tại mình đừng có mong cầu gì hết á, cái điều kiện mình không có. Cô ráng đợi, cô vững lắm, cô vững ăn chay 10 năm, cô nói thật, cô vững tâm, ai nói gì nói theo tà để kệ họ. Mấy người thì cô nói thì có con mắt của người ta biết để ở đâu nữa. Theo tà, cái người tà trên mạng người ta nói giỏi, mình coi người đó thuyết pháp dạy mình tốt không à,
mà mình coi mình khóc luôn á, đúng không? Dạ. Tại sao gọi là ta được? Có phải ma quỷ nó nói không? Là điều thứ nhất. Trời ơi, nhiều người nói sư phụ cô là tà lũ thứ, kệ họ, mình vững tâm đi. Trong khi đó đi tu phải, em phải biết nè, khảo mình dữ lắm á, coi mình cái tâm mình có vững không nha. Đó, mình mà nghe ai một cái chỉnh cái là mình cũng bị lọt sổ, không phải là tu được đâu nha. Bởi vì cái màn này nguy hiểm lắm, khảo mình đủ thứ, có vượt được cái khảo, có điều vượt được cái mưu sinh cuộc sống để kiếm tiền thì chưa thôi. Mà cô cũng nguyện á, vậy đó, con cũng nói con có một cái chỗ đậu thì thế nào cô cũng thành công. Tại cô không thích thôi, nhiều người cũng kêu cô lắm, nhưng mà cái tánh cô không có thích như cái nửa đó, cô không đậu thôi. Tại cô nói thiệt, đều ai cũng mến, kêu ở lại nuôi già luôn á, không. Nhưng mà cô bây giờ nhớ lại cái là biết tại sao không? Lúc cô đi tìm chỗ này chỗ kia để cái chỗ cô đậu lại, chứ không phải cô ham và làm bả này đâu. Đậu lại cũng có người thương cô cho cô ăn về tu. Nhiều người nuôi cô nói mày nuôi mày đến mày cứ ăn là tu mà chưa chắc. Tới khi tới chỗ đó nhiều người âm mình không, nó không hợp với mình á, nó quậy mình, tánh mình gì thì mình cũng bỏ đi. Có điều có một người nè, cô thăng phục cái người này, nó nói một câu gì bữa đó, cô định ở chỗ đó rồi, ở Đồng Nai. Cái cô lên cái tình hình vừa bước vô, cái người đó cũng có căng, mà người đó nói một câu mà bây giờ nghiệm lại rất đúng, mà cô không hiểu, lúc đó cô không hiểu. Người đó mới nói câu, cái người của nó có người lộ về nói là nó chưa có muốn ở đây đâu, nó còn đi một chỗ nữa. Cô Nguyệt thì trong lòng nói khổ thấy mồ rồi, là 2 năm về trước, yeah. 2-3 năm trước khổ quá trời, mình thấy chỗ này được rồi, tu được rồi, yên tĩnh, có chỗ. Tại sao nói cái câu đi nữa, đi đâu bây giờ, đi ở ngoài đường hoài đâu bây giờ, trời mình cũng lo lắm. Nhưng mà thật đúng y xì, không ở được một tuần sau. Chỗ đó có nhiều người cũng đệ tử á, dạ. Ma quỷ nhập á, nó chống cô cũng thích cũng ở, chứ không phải cái người chủ mà coi cái chỗ đó, coi căn á, kêu căn đi, không phải chùa. Cô không thích, cô xin đi, mà thật ra đúng y xì, xin đi. Mà trong lúc đó cô chưa biết ông Minh Sư đâu, để cô nhớ là Minh Sư Trần Tâm cô biết trước chưa, cô chưa biết ông Minh Sư Trần Tâm, chỉ biết qua mạng thôi, yeah. Lúc đó cô biết sư phụ là cô mến rồi, nhưng mà cô đâu biết Trần Tâm cũng là học trò của sư phụ đâu, đâu có biết. Nhưng mà nó trong cái đoàn tu có nhiều người cũng khảo trong đoàn luôn nha, nói ông này là tà, ông này phản sư phụ ha. Nghe nói cô cũng sợ lắm, cái cô mở ra cô thấy ông Trần Tâm này, ông giảng ủa sao giống không có, giống như photo da của sư phụ mình, một lời giảng cũng giống, cái gì cũng giống mà rất là đẹp phong lỗ. Ủa sao nói ông này tà nữa. Là lúc mà cô đi tu học bên sư phụ cô á, thì người ta đã nói ấm rồi, thì cô đâu có thấy đâu, nhưng mà cô cũng sợ lắm. Cô cũng nói người ta có chừng có giả nè, tu có chừng có giả, cô đi đâu cô cũng nói vậy. Nhưng mà cô nhìn lại cái cô cũng không có để ý nữa, cái cô lướt qua, tại không có thời gian đâu, cô lướt qua, cô không có coi của ổng nữa, sợ lắm, nghe giả không dám coi cái mạng đó nha. Cái cô không dám coi đâu, cô lướt qua thời đó là cho cô biết cái khúc mà nhớ lại tự nhiên cái dịp đó có cái cô kia, cô về Cần Thơ, cái cô nói đi Cần Thơ không? Đi Cần Thơ thăm cái ông thầy nào trên mạng là ông Bá Lực, ổng ở Cần Thơ, yeah. Tự nhiên vậy ha, rất xui khiến cho gặp nhau. Cái cô nói ủa gì hả, cô muốn thăm hả? Cái cô mừng quá, tại cái cô này á, là cô cũng thành tâm ở đâu chùa đó, người ta Phật tử chùa đó, yeah. Cô đi ủng hộ tiền dữ lắm á, đầm bố thí dữ lắm, cái người ta thích cái gì nghe mến cô Nguyệt, cái xong cái đòi đi, cái vũ cô Nguyệt đi, cái cô Nguyệt xin nói vậy hả chị, thì hai cô cháu mình đi thăm cái ông Bà Lực này đi rồi để biết về sư phụ đó. Thì đúng ngay chốc cái chỗ mà cái cô hồi xưa cổ nói là cô sẽ còn đi bụp chỗ nữa, yeah. Là cái chỗ này nè, cái chỗ ông Trần Tâm này nè, ông Bà Lực này, nó trên mạng cũng ra chuẩn bị làm việc cứu người nè. Trời, cô bây giờ cô ngồi cô suy nghĩ, mới ngồi hôm qua suy nghĩ nó, ôi sao nó linh quá gì, đúng cô sẽ đi một chỗ nữa. Cái chiến màn này cô về Phan Thiết nha, cô về Phan Thiết cái sư này là cô cũng nói cho cái sư này mau mau đi bắt cái pháp để làm gì. Mình cứ về, cổ cũng là pháp thiền luôn á, nhưng mà cổ cũng bên căn để cổ ngồi ở nhà, cổ tự cổ khai mở cổ để sau này cứu bá tánh, mình có pháp rồi mình mới cứu được nha, yeah. Mình có sư phụ thọ ký cho mình á, mình mới có lực cứu người nha. Chứ như
mình bình thường mà chưa có cái thọ ký mình không cứu được ai đâu. Bởi vì mấy người mà ăn chay mà tu được đó, đó là cái đường tu vậy. Mình phải tu là để cứu củ quyền của mình á, củ quyền trăm họ luôn á, hiểu không? Chứ không phải dành cho mình đâu. Bởi cái màn này xuống là bắt mọi người phải làm việc cứu nhau đó, hiểu như vậy, chứ không phải để mà đắc đạo mà về dưới trên đó mà ngồi không làm Phật, cũng có cái vụ đó đâu. Yeah. Đắc đạo để cứu nguyên cái toàn thế giới này nè, mỗi linh hồn đều được siêu thoát. Yeah. Đắc đạo để mỗi linh hồn siêu thoát xong rồi sau đó hả, em thấy gắn 40 năm nữa, nhưng mà từ đây cho đến, cô nói luôn nè, từ đây cho đến 2029 người nào vượt qua được thì xuống lắm, cái linh hồn mình á, mà vượt không được thì gắn chịu đó, không kịp nữa đâu. Bởi vì đi cái pháp của ông Minh Tuệ này, pháp cổ này không phải ông dạy cho mình gì đâu, cái này là Phật xuống để ôm lại cái hồi xưa như vậy, cái tình hình như vậy đó, chứ không phải người ta không hiểu, người ta tưởng đâu đi theo ổng là sẽ được siêu thoát đắc đạo, không có cái vụ đó. Nhưng mà không sao, ai mà thành tâm đi với ổng đi, sau này cũng ơn trên cũng cho một cái ân điển, cho cái ân điển. Dạ, vậy con cảm ơn cô Nguyệt nhiều nha. Ừ, cho cái ân điển. Dạ. Mấy đứa vậy là cũng ngon rồi, gặp được gì cũng là coi là gặp Phật á. Dạ. Phật tại thế đó. Dạ. Thì còn đắc ổng đắc đạo nữa thì mấy đứa sau này gặp ổng nữa, bái ổng làm sư phụ luôn. Dạ.